sẽ cho chúng ta nghe một cái bài, đó là cập nhật chẩn đoán và điều trị mềm khí phế quản ở trẻ em. Xin mời bác sĩ Việt. Em xin cảm ơn lời giới thiệu của thầy Bùi Thị Bảo Sơn. Kính thưa các thầy cô, các bạn đồng nghiệp, thì hôm nay em xin vinh dự được báo cáo ở hội nghị thường niên của Hội Hô hấp Việt Nam. Và hôm nay đề chủ đề em đề cập đến là một chủ đề về mềm khí phế quản ở trẻ em. Đây là một chủ đề hoặc là một bệnh lý mình có thể nói là cũng ít được đề cập, và thậm chí là trong lĩnh vực nhi khoa cũng còn nhiều vấn đề còn phải bàn. Thế thì next slide không được. Thế thì mềm khí phế quản, đây là một thuật ngữ được chỉ tới là những tình trạng giảm khẩu kính khí phế quản do bản thân thành đường thở nó yếu, hoặc là do sự chèn ép của các tổ chức lân cận vào đường thở. Thế thì biểu hiện lâm sàng là sao ạ? Là khò khè, là thở rít, là khó thở. Và trong thực hành lâm sàng thì những triệu chứng này chúng ta hay nhầm tới gì ạ? Là nhầm tới hen, nhầm tới viêm tiểu phế quản. Và những trường hợp viêm tiểu phế quản cứ được chẩn đoán là viêm tiểu phế quản tái đi tái lại, và thì từ chẩn đoán nhầm thì chúng ta sẽ dẫn tới những điều trị, phương pháp điều trị, phương pháp theo dõi nó không phù hợp. Để mà chẩn đoán được mềm khí phế quản này thì chúng ta ngoài kết hợp với lâm sàng thì chúng ta cần kết hợp gì ạ? Có các công cụ khác, ví dụ như là nội soi phế quản, rồi chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên, độ đặc hiệu cũng như độ nhạy của các phương pháp chẩn đoán này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nên là hôm nay em xin được giới thiệu một số những cập nhật chẩn đoán và điều trị của bệnh lý này. Thì về nội dung của em trình bày ngày hôm nay thì gồm có: thứ nhất là mình sẽ phân loại là có mềm khí phế quản. Thứ hai là biểu hiện lâm sàng gồm có những gì, và đi tập trung vào những dấu hiệu nào gợi ý và giúp chúng ta định hướng được. Thứ ba là các công cụ chẩn đoán. Ở đây sẽ tập trung vào chụp các lớp vi tính và nội soi phế quản, và các phương pháp điều trị can thiệp có thể làm gì được cho bệnh nhân. Đầu tiên thì về phân loại, trước hết là chúng ta có mềm khí phế quản bẩm sinh, hay là còn gọi là mềm khí phế quản tiên phát, thì là được mô tả lần đầu tiên vào năm 1952, và sau đó thì là xây dựng nên thành một định nghĩa là mềm khí phế quản bẩm sinh là một sự yếu của thành khí phế quản, từ đó gây nên tình trạng xẹp quá mức của đường thở. Thì những bệnh lý mềm khí phế quản bẩm sinh này thì nó có sự liên quan rất là chặt chẽ với cả những tổn thương bẩm sinh khác, hoặc là những bệnh lý phối hợp khác. Ở đây là bảng về những bệnh lý liên quan đến mềm khí phế quản bẩm sinh. Chúng ta cũng có thể thấy những bệnh nhân đẻ non, loạn sản phế quản phổi, và những cháu này thường được thở máy áp lực dương kéo dài, thở oxy kéo dài. Rồi những bất thường khác về trong các hội chứng về xạ, về sụn, về bất thường bẩm sinh về sụn. Rồi những bệnh lý phối hợp khác như là thường có giò khí thực quản, có teo thực quản bẩm sinh, và những trường hợp có khe hở thành sau thanh quản, mềm sụn thanh quản, vân vân. Rồi những bệnh lý như là bất thường nhiễm sắc thể, rồi những bệnh lý mucopolysaccharide đều có thể là gặp những mềm khí phế quản bẩm sinh. Tiếp đến là những mềm khí phế quản thứ phát, hay là còn gọi là mềm khí phế quản mắc phải, thì thường xảy ra trên nền một bệnh lý, trên nền một khí phế quản, một đường thở hoàn toàn bình thường. Thì tuy nhiên là sau một thời gian, bệnh nhân có thể là bị phải nhiễm trùng hô hấp, phải thở máy kéo dài, là sẽ có gây tổn thương về đường thở, và sau đó thì nó gây nên tình trạng mềm khí phế quản.
rồi những bệnh lý nhiễm trùng như là áp xe trung thất, nó gây chèn ép vào đường thở, những bệnh lý viêm thanh khí phế quản nặng nề kéo dài và cũng dẫn đến tình trạng phải thở máy chẳng hạn, thì cũng dẫn đến cái tình trạng là mềm khí phế quản. Một trong những cái bệnh lý mà em cũng rất là hay gặp tại bệnh viện như Trung ương, đó là những chèn ép từ trung thất, là những bệnh lý như là phì đại cơ tim, quay động mạch chủ đôi, hoặc là những sling động mạch phổi, hoặc là bất thường những xuất phát tĩnh mạch phổi bất thường của cái động mạch vô danh. Đấy. Ngoài ra một cái nhóm bệnh lý hay gặp đó như là chấn thương sau phẫu thuật, sau mở khí quản cũng đều dẫn đến tình trạng mềm khí phế quản thư phát. Và nói về sinh bệnh học của mềm khí phế quản thì chúng ta có thể nhớ lại là về giải phẫu của khí phế quản thì khí và phế quản gốc thì nó có cấu trúc ở thành trước là một cái tổ chức sụn rất là vững chắc, ở thành sau nó là một lớp cơ, tổ chức cơ này rất là mềm. Và bình thường, ở một người bình thường ở thì thở ra thì cái tổ chức cơ này nó sẽ đẩy vào lòng đường thở và làm giảm khẩu kính của đường thở tối đa là 20% mà thôi, 10-20%. Thì ở tình trạng bệnh lý thì cái lớp cơ ở thành sau nó sẽ rộng hơn, và khi ở thì thở ra mà đặc biệt là thở ra gắng sức, hay ở trẻ em thì là có tiếng khóc lặng, thì là khi mà đấy thì cái thành sau sẽ đẩy ra phía trước khoảng đến 50%, thì khi đó chúng ta sẽ có tiêu chuẩn để chẩn đoán đây là mềm khí phế quản. Đây là cái cơ chế bệnh sinh của một cái trường hợp mềm khí phế quản tiên phát. Còn cơ chế bệnh sinh của mềm khí phế quản mắc phải hay là mềm khí phế quản thứ phát thì thường do vòng sụn bị chấn thương, bị tổn thương và làm cho cái độ giãn của đường thở nó giãn ra rộng và khiến cho đường thở nó bị xẹp lại. Và thường xảy ra gì ạ? Ở sau những trường hợp về mở khí quản, sau những trường hợp chấn thương ngực, tổn thương khí quản. Và ngoài ra thì những cái trường hợp mà em vừa nêu vừa xoay ở trên đó là gì? Đó là chèn ép và làm mất tính nguyên vẹn và tăng độ đàn hồi của thành khí quản. Đó là những chèn ép của những mạch máu lớn, chèn ép từ những cái tim hoặc là vù vẹo cột sống, lõm xương ức đều chèn ép vào đường thở. Rồi một số những cái u bạch huyết, u trung thất cũng có thể chèn ép vào. Ở những bệnh nhân đẻ non và bị loạn sản phế quản phổi thì đòi hỏi là gì? Là phải thở máy áp lực dương, có thể thở xâm nhập hoặc không xâm nhập. Và khi đó thì cũng gây tổn thương đến đường thở và làm giãn đường thở hơn so với bình thường, và đường thở rất là dễ bị biến dạng. Thì về lâm sàng, em đi sang vấn đề về lâm sàng thì ở đây chúng ta cũng có tùy vào cái mức độ mềm khí phế quản, tùy vào vị trí của mềm khí phế quản mà chúng ta có những cái triệu chứng lâm sàng và biểu hiện lâm sàng khác nhau. Những bệnh nhân thông thường, những cái trường hợp mềm khí phế quản nhẹ thì thường thường ở 2 đến 3 tháng đầu sau sinh thì trẻ thường là chưa có biểu hiện. Bởi vì tại sao? Bởi vì là ở lứa tuổi này thì trẻ sử dụng đến cơ ít, sử dụng năng lượng ít, và khi đó thì triệu chứng dường như là bị che lấp đi, và thậm chí là với cả những cái triệu chứng nhẹ nhàng thôi cho nên là ít được để ý. Thế thì với cả những bệnh nhân mà mềm khí phế quản đoạn dài, nghĩa là từ thậm chí là từ toàn bộ cái khí quản và đến tận là phế quản gốc, làm cho các triệu chứng có thể bắt đầu ngay từ sau sinh. Đấy. Thế triệu chứng bắt đầu thì chúng ta có những triệu chứng gì ạ? Về cơ năng chúng ta có bệnh nhân thở rít, stridor. Đấy. Nếu như mà những cái mềm ở khí quản đoạn cổ thì có thể gây nên tình trạng thở stridor ở thì thở vào. Cái dấu hiệu ho ống ổng cũng được mô tả trong rất là nhiều tài liệu mô tả. Rồi là bệnh nhân khò khè dai dẳng. Chính những cái khò khè dai dẳng này nó làm cho mình dễ bị nhầm lẫn trong một số những bệnh cảnh nhiễm trùng đường hô hấp như là viêm tiểu phế quản, và ở những lứa tuổi trên 2 tuổi có thể là chẩn đoán nhầm là thành hen. Đấy. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh một cái triệu chứng là khò khè khi thay đổi tư thế, tăng khi ăn, tăng khi thức. Đây là một trong những triệu chứng tôi muốn nhấn mạnh để mà chúng ta có sự gợi ý và sự định hướng trong chẩn đoán mềm khí phế quản. Thì những bệnh nhân mềm khí phế quản thì bị đường thở xẹp lại, và cái độ thanh thải, cái độ thải đờm, độ ho, cái mức độ ho của bệnh nhân nó làm thải đờm không hiệu quả, gây nên tình trạng ứ đọng đờm dãi. Đây là những cái triệu chứng cơ năng ở bệnh nhân mềm khí phế quản.
Còn về thực thể thì sao ạ? Về thực thể thì có rút lõm lồng ngực, rồi co kéo cơ liên sườn, lồng ngực biến dạng, rồi phổi thì có đang rít, đang ngáy. Trường hợp những trường hợp nặng thì chúng ta có thể gặp bệnh nhân thì có tình trạng tắc nghẽn đường thở và những tình trạng mà nặng nề, nhiễm trùng hô hấp nặng, rồi là làm cho đường thở xẹp quá mức, làm cho bệnh nhân suy hô hấp mà phải đòi hỏi phải thở máy và có những biện pháp để can thiệp cấp cứu. Ngoài ra thì ở những bệnh nhân có mềm khí phế quản thường có những biểu hiện của những cái bệnh lý phối hợp khác như là bộ mắt bất thường, rồi dị tật bẩm sinh. Bệnh nhân những ở những bệnh nhân có phối hợp với cả teo thực quản bẩm sinh hoặc là dò khí thực quản thì có sặc khi ăn. Rồi bệnh nhân có sling động mạch phổi hay là có những bất thường về tim thì có những dấu hiệu của bệnh lý về tim mạch. Đấy, rồi là bệnh nhân ứ động đờm rãi và làm cho tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp kéo dài. Ở đây là một cái nghiên cứu mô tả một số cái triệu chứng cơ năng cũng như là triệu chứng thực thể. Thì ở đây người ta thấy rằng là biểu hiện về ho về đêm là chiếm rất là cao, đến 83% bệnh nhân có biểu hiện ho về đêm, trong đó cái ho ngũ ổng là một trong những biểu hiện mà được mô tả rất là nhiều trong y văn, thì là đến chiếm đến 43%. Rồi là những bệnh nhân phải có những cái tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp tái diễn và kéo dài, rồi khò khè tái diễn, rồi là những cái triệu chứng kết hợp như là bệnh nhân phải khó thở và thậm chí là ở trong tình trạng rất là nặng. Về thể lâm sàng thì cũng như tôi đã trình bày ở trên là cũng tùy thuộc vào mức độ nặng, tùy thuộc vào vị trí, tùy thuộc vào độ dài của mềm khí phế quản mà chúng ta cũng có thể có những cái thể lâm sàng khác nhau. Ví dụ như là những thể nhẹ, triệu chứng nó có thể không rầm rộ và nó có thể thuyên giảm ở giai đoạn tầm 2 tuổi. Thì những triệu chứng có thể xảy ra chỉ là những biểu hiện ho ống ổng thoáng qua, rồi là nhiễm khuẩn hô hấp tái đi tái lại, nhưng mà cũng có thể giải quyết được trong một những cái giai đoạn ngắn. Về thể trung bình thì chúng ta thấy là bệnh nhân bắt đầu có những cái hoạt động, có những cái triệu chứng làm giảm hoạt động thể lực và gây bệnh nhân chóng mặt, dễ mệt và đòi hỏi phải điều trị những cái thuốc hoặc là thậm chí phải đi bệnh viện để điều trị khí dung, điều trị kháng sinh. Còn những cái bệnh lý ở thể nặng thì chúng ở bệnh viện chúng tôi cũng gặp khá là nhiều những trường hợp mà phải thường xuyên phải nhập viện trong tình trạng là nhiễm trùng hô hấp tái đi tái lại, rồi bệnh nhân suy hô hấp và cần phải đặt nội khí quản, và thậm chí là bệnh nhân đã được thông khí, điều trị thở máy xâm nhập, tuy nhiên lại rất là khó cai máy, rất là khó rút nội khí quản, và thậm chí có rút được nội khí quản thì lại phụ thuộc vào CPAP, phụ thuộc vào không xâm nhập. Đấy, và tình trạng xẹp phổi kéo tái đi tái lại. Về tiên lượng của các bệnh nhân mềm khí quản thì tất nhiên như em vừa nói ạ, và phụ thuộc vào mức độ tổn thương và bệnh lý phối hợp. Thế thì em sang phần chẩn đoán. Phần chẩn đoán thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta có lâm sàng. Chúng ta phụ thuộc vào lâm sàng. Thứ nhất là bệnh nhân phải khai thác về tiền sử. Tiền sử diễn ra cái khò khè như thế nào, bệnh cảnh diễn ra như nào, khi thức hay khi ngủ, rồi là bệnh nhân có thở rít hay không, đấy, rồi có stridor hay không, thì để có định hướng được là liệu là cái bệnh lý nó diễn ra, nó xuất hiện ở khu vực đoạn cổ hay là khu vực đoạn ngực. Đấy, ở đây chúng tôi vẫn nhấn mạnh một cái yếu tố, đó là khò khè tăng khi thức, nó định hướng cho chúng ta đây là một cái tình huống khả năng là một cái mềm ở đường thở. Về chẩn đoán cận lâm sàng thì chúng ta ở đây có một số những cái phương pháp. Chúng ta có thể chiếu X-quang tăng sáng, dưới màn hình tăng sáng. Chúng ta có thể chụp khí quản cản quang và những cái biện pháp chuyên sâu hơn, đó là chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, rồi siêu âm tim, siêu âm ngực để đánh giá về tình trạng tim mạch. Nội soi phế quản cũng là một trong những cái phương pháp chẩn đoán. Đây là một biện pháp chiếu X-quang dưới màn hình tăng sáng thì được thực hiện khi bệnh nhân thức và bệnh nhân có nhịp tự thở. Với cả cái phương pháp này thì chúng ta cũng có nhiều cái ưu điểm, đó là chúng ta không cần phải dùng đến an thần, không phải dùng gây mê và cũng dễ thực hiện. Ở đây trên này thì chúng ta có thể thấy đây là cái hình ảnh mềm khí quản ở thì thở ra. Cái khí quản nó rất là bị hẹp lại theo chiều trước sau. Đây là một cái phim chụp nghiêng, bệnh nhân nằm nghiêng và tự thở. Đây là thì thở ra. Khí quản rất là mềm và bị xẹp lại.
Ngoài ra chúng ta cũng có thể phối hợp bơm thuốc cản quang vào thực quản để đánh giá liệu có tình trạng rò khí thực quản hay không, hay là thực quản có bị giãn đến mức để chèn ép vào cái khí quản hay không, cũng là một phương pháp. Tuy nhiên bởi vì cái sự kết hợp giữa bệnh nhân cũng như là phương pháp này thì cũng chưa được áp dụng nhiều ở bệnh viện Nhi Trung ương. Còn đây là phương pháp chụp phế quản cản quang, thì chúng ta bơm thuốc vào lòng khí quản và chụp X quang ở hai thì. Ví dụ như đây chúng ta thấy một cái bệnh nhân được bơm thuốc cản quang qua ống nội soi phế quản, và chúng ta thấy đây là một cái bệnh nhân bị chèn ép ngay ở cuối của khí quản. Cái này do một cái bệnh lý tim mạch, bệnh lý mạch liền mạch máu chèn ép vào đây, làm cho cái khí quản bị mềm. Ngoài ra nữa thì đây cũng là một cái trường hợp mà được bơm thuốc cản quang qua nội khí quản, và chúng ta thấy ở đây là cái phế quản gốc bên trái bị mất bị hẹp lại và bị xẹp lại và bị mất sự liên tục. Ở đây là cũng là một cái sự chèn ép của cái bên ngoài từ vào cái đường thở và phế quản gốc trái. Thế thì đến ngày nay thì chúng ta có thể thực hiện được những cái xét nghiệm, những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh sâu hơn, đó là chụp các lớp vi tính với sự bây giờ là chụp được đa đầu dò, rồi chúng ta chụp các lớp đa dãy, thì thực sự là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của chụp các lớp vi tính nó đạt được độ rất là cao, đến 96-97%. Cái điều này giúp cho chúng ta so sánh được khẩu kính đường thở ở cuối thì thở vào và cuối thì thở ra kháng sức. Thế tuy nhiên, một trong những cái không hạn chế của cái việc chụp các lớp vi tính đấy là chúng ta phải chụp cả hai thì, cả thì thở vào và thì thở ra. Đấy, điều này thì sẽ làm tăng cái liều xạ, liều mà bệnh nhân phải nhận xạ. Ví dụ như là chúng ta sống trong một cái môi trường bình thường, chúng ta nhận một cái liều, một cái xạ một năm chúng ta nhận khoảng độ 3 đơn vị xạ. Thế thì chỉ một lần chụp CT này thôi là một bệnh nhân nó có thể nhận đến 8 đến 10 đơn vị xạ rồi. Có nghĩa là mất 3 năm nhận xạ, mà đằng này bệnh nhân là phải chụp đến 2 lần cả thì thở vào thì thở ra. Có nghĩa là phải nhiễm xạ đến mất gấp 6 lần so với cả một năm. Là điều cũng phải rất là cân nhắc ở trẻ em. Cái việc thứ hai là trẻ nhỏ thì rõ ràng là thở nhanh, và chúng ta không thể nào yêu cầu trẻ hợp tác để mà ngừng thở ở thì thở ra, ngừng thì thở ở thì thở vào để mà chúng ta có thể chụp được cả thì thở vào và thì thở ra. Cho nên là cái việc chụp CT để mà đánh giá được cái mềm khí phế quản ở thì thở vào và thì thở ra thường chỉ thực hiện được ở trẻ lớn, và thực hiện khi mà trẻ không có gây mê. Bởi vì khi mà có gây mê hoặc là có đặt nội khí quản sẽ làm mất cái hình dáng thực của khí quản, sẽ làm giảm cái nhịp thở của trẻ, như thế sẽ làm âm tính giả. Vâng, đây là một cái hình ảnh của mềm khí quản ở trẻ được chụp CT. Đây là một cái hình ảnh ở thì thở vào, cuối thì thở vào, đường thở rộng rãi và đẹp như này ạ. Nhưng mà ở thì thở ra thì là cái thành sau đẩy ra trước làm cho khí quản bị mềm. Và đây là chụp theo chiều dọc. Vâng ạ, tiếp đến là một cái phương pháp để chẩn đoán. Thế thì thực tế là nội soi phế quản cũng có thể được coi là một tiêu chuẩn vàng để mà chẩn đoán mềm khí phế quản. Và kính thưa các thầy cô và anh chị, thì chính bản thân em là người làm nội soi phế quản, thì em cũng đã từng tin tưởng rằng nội soi phế quản là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Thế tuy nhiên thật sự là một cái sự thật nó phũ phàng, đó là người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là nó độ nhạy với cả độ đặc hiệu nó chỉ có, độ nhạy thì được có 45%, 54% thôi. Độ đặc hiệu thì tất nhiên là tốt, nhưng mà độ nhạy lại rất kém. Tại vì sao ạ? Tại vì là cái này lại phụ thuộc vào cái người làm, phụ thuộc người vào người làm nội soi. Ví dụ là phụ thuộc vào kinh nghiệm, phụ thuộc vào chúng đúng ông có kinh nghiệm hơn thì rõ ràng là đọc cái kết quả sẽ tốt hơn. Còn những cái bạn mới thì khả năng là cũng còn suy nghĩ, còn về lăn tăn là cái này liệu có phải là mềm hay không, hay là do bệnh nhân khóc, hay là do bệnh nhân gồng lên. Đấy, cho nên là cái này nó lại rất là phụ thuộc vào kinh nghiệm và chủ quan của người nội soi. Và ngoài ra
Khi mà nội soi thì chúng em phải kết hợp với cả gây mê. Yêu cầu là bác sĩ gây mê đừng có làm cho gây mê sâu quá, để nó như thế sẽ làm giảm cái nhịp thở của bệnh nhân, và như thế sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả. Cho nên là với cái kỹ thuật gây mê rất quan trọng trong vấn đề nội soi để chẩn đoán mềm khí phế quản. Thì trên trong y văn thì có nhiều cách để mà phân loại là xem là mức độ hẹp, mức độ mềm như thế nào. Có những tài liệu thì chỉ mô tả là trên 25% xẹp và mềm đường thở trên 25% đã được gọi là mềm đường thở rồi. Tuy nhiên đa số các tài liệu thì đều lấy cái tiêu chuẩn là xẹp đường thở trên 50% thì mới được đánh giá là mềm, và ở 50-75% xẹp khẩu kính thì được gọi là mức độ nhẹ. Xẹp từ 75-90% thì được gọi là mức độ trung bình, và mức độ nặng thường là trên 90% khi mà bệnh nhân bị mềm đường thở, hẹp đường thở trên 90%. Đây là một số hình ảnh nội soi chúng em thực hiện tại bệnh viện. Thì đây chúng ta thấy là hình ảnh phế quản bình thường. Đấy, đây là hình ảnh của một cái khí quản bị mềm do thành sau đẩy ra trước. Mềm do thành sau đẩy ra trước làm giảm khẩu kính, cái này phải trên 75%. Đây là một cái trường hợp mềm khí quản do chèn ép của một cái xy linh động mạch phổi, do chèn ép và làm xẹp, làm mềm, xẹp cái thành trước, làm mềm đường thở. Còn cái đây là một cái hình ảnh mềm khí phế quản cả hai bên, mềm cả phế quản gốc hai bên. Đây là một cái bệnh nhân polymucosaccharide chúng em vừa soi trong cái tháng trước. Thì do sự lắng động của mucopolysaccharide làm cho cái đường thở nó bị mềm, và thậm chí cái này tiên lượng sẽ rất là xấu. Để chẩn đoán phân biệt bệnh lý mềm khí phế quản thì chúng ta cũng có rất là nhiều cái bệnh lý cần phải phân biệt. Rồi là từ mềm sụn thanh quản phải phân biệt với cả những mềm khí phế quản ở đoạn cao cũng phải đánh giá để mà loại trừ với cái mềm sụn thanh quản. Rồi những cái sẹo hẹp hạ thanh môn là xuất hiện sau những cái bệnh nhân mà phải đặt nội khí quản ở thở máy hoặc là mở khí quản ở đoạn cao. Những trường hợp liệt dây thanh, những bệnh lý papillom thanh quản, bệnh u nhú đó, rồi là hẹp khí quản do vòng sụn khép kín, hen phế quản. Đây là một trong những bệnh lý mà mình sẽ rất là hay bị chẩn đoán nhầm. Rồi những bệnh nhân dị vật đường thở cũng phải chẩn đoán phân biệt. Về điều trị ạ. Về điều trị thì chúng ta có một số cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất là chúng ta phải giảm được cái tình trạng xẹp đường thở, cố gắng đưa đường thở nó về trạng thái bình thường nhất có thể. Thứ hai là giảm xuất tiết đường thở, giải phóng các chèn ép và điều trị các bệnh lý phối hợp. Về điều trị nội khoa thì trong thực hành lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đến với chúng ta trong cái bệnh cảnh là khò khè, thở rít. Cho nên là gì ạ? Là đầu tiên là đầu tay chúng ta chắc là ở đây bác sĩ Nhi chắc là không thể nào cũng cho khí dung cái đã. Thế tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là khí dung chút chủ vận beta 2 không làm giải quyết được vấn đề, và chắc chắn là không được khuyên dùng bởi vì nó làm tăng trương lực cơ của đường thở. Đấy, làm giảm trương lực cơ của đường thở, rồi nó làm mềm đường thở thêm và gây tăng sự tăng nghẽn. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Đã khí dung rồi cũng không đỡ, thế thì chúng ta phải cho corticoid, đúng không ạ? Corticoid thì lại làm thoái hóa sụn, làm gây mềm khí quản tiến triển. Cho nên đây là hai cái thuốc có thể nói là đầu tay trong điều trị khò khè. Thì chúng ta nếu như mà có định hướng tốt thì chúng ta sẽ tránh được cái việc dùng thuốc không phù hợp cho trẻ. Một số những cái thuốc khác như là thuốc long đờm hiện tại cũng chưa được khuyến cáo và cũng chưa có bằng chứng giúp thanh thải hoặc là giảm được cái thời gian điều trị ở trẻ. Về vấn đề sử dụng kháng sinh cũng được đề cập đến, và có đến theo nhiều nghiên cứu, mỗi nghiên cứu cũng có một con số từ 14-52% trẻ đều được phải sử dụng kháng sinh vì những tình trạng là nhiễm trùng đường hô hấp kéo dài và tái diễn. Đấy. Về điều trị nội khoa có những cái thuốc mà được khuyến cáo, tuy nhiên là ví dụ như betanecol sẽ giúp cho
kiểm soát được trương lực cơ trơn đường thở. Tuy nhiên là thuốc này không phù hợp để dùng điều trị ngoại trú và cũng chỉ dùng trong thời gian ngắn trong nội trú. Ở trẻ em thì hiện tại cũng chưa được áp dụng nhiều. Thuốc ipratropium bromide là cái thuốc kháng acetylcholine cũng được nói đến nhiều trong nhiều y văn. Thuốc này thường được sử dụng mang tính dự phòng và kéo dài. Có những trường hợp phải sử dụng đến ít nhất là 6 tháng. Phải sử dụng ít nhất là 6 tháng để giúp làm giảm cái giảm dịch tiết và cũng làm tăng được cái độ vững của cơ trơn khí quản. Còn ngoài ra một số khuyến cáo khác là chúng ta nên sử dụng khí dung muối ưu trương để giúp làm loãng dịch tiết đường thở và làm giảm ứ đọng đờm dãi. Một số các biện pháp phối hợp khác đó là gì ạ? Cái vật lý trị liệu hô hấp rất là quan trọng. Vật lý trị liệu giúp tống đẩy đờm nhầy và làm sạch đường thở. Và ngoài ra cũng còn có thể giúp được kiểm soát được trào ngược dạ dày thực quản. Một số phương pháp điều trị như ở các khoa hồi sức như là thở máy áp lực dương, CPAP. Và cái này nó sẽ duy trì được áp lực dương trong lòng đường thở. Ở các nước tiên tiến có thể duy trì CPAP tại nhà. Tuy nhiên Việt Nam chúng ta thì cũng chưa thực hiện được cái điều này. Rồi điều trị các bệnh lý phối hợp khác như là bệnh trào ngược dạ dày thực quản rất là hay gặp, phối hợp cùng với cả mềm khí thực quản. Ngoài ra là điều trị những bệnh lý liên quan đến tim mạch và bệnh lý nhiễm trùng. Okay. Một số những cái phương pháp điều trị ngoại khoa liên quan đến những cái bệnh lý mềm khí phế quản nặng. Đó là chúng ta có thể mở khí quản và chúng ta có thể đặt stent và phẫu thuật. Cái này được chỉ định trong những trường hợp mà mềm khí phế quản nặng có nguy cơ đe dọa tính mạng và phụ thuộc vào cái thở máy qua nội khí quản kéo dài. Mở khí quản thì cũng là một cái trong cái chỉ định theo như chúng tôi thì cũng là một cái bần cùng. Tuy nhiên nó có thể gây một số những biến chứng như là rõ ràng nó cũng gây mềm phế quản thứ phát, mềm khí phế quản thứ phát tại vị trí mở khí quản và hình thành những granulom, hình thành mô hạt tại vị trí mở khí quản cũng rất là khó giải quyết. Các phương pháp khác, phối hợp khác gồm có thể là mình đặt stent. Tuy có rất là nhiều loại stent có thể để mà thực hiện cho bệnh nhân, tuy nhiên trong các nghiên cứu thì cho thấy rằng đặt stent ở khí quản hay là phế quản cũng chỉ là phương pháp mang tính tạm thời. Ví dụ ở đây chúng ta có stent Dumont, các loại stent giãn nở, stent kim loại thì đều có thời gian sử dụng cũng ngắn thôi và nguy cơ di lệch rồi là mềm khí quản cần phải chờ về phẫu thuật thì cũng là giải pháp tạm thời. Rồi là những cái stent tự hủy mặc dù là rất là tốn kém và tuy nhiên là cũng chỉ có thời gian chờ để phẫu thuật mà thôi. Về điều trị ngoại khoa thì cũng có thể phải chỉ định trong một số trường hợp mà điều trị mà mềm khí phế quản nặng mà đã thất bại trong các phương pháp điều trị khác. Ví dụ như là thất bại trong thở CPAP kéo dài, thất bại trong thở không xâm nhập, rồi thất bại trong những cái biện pháp phối hợp khác. Thì một số phương pháp phẫu thuật gồm có là phẫu thuật khâu treo, rồi nẹp, rồi là phẫu thuật tạo hình. Đấy. Một số các phương pháp khâu treo như là khâu treo cái khí quản, khâu treo thành sau khí quản ra phía cột sống, hoặc là khâu treo vào dây chằng dọc, hoặc là khâu treo thành trước của khí quản vào các xương ức. Đây là một cái minh họa về cái điều trị khâu treo. Ví dụ ở đây là bệnh nhân được khâu treo cái động mạch quai động mạch chủ vào cái thành trước thành sau của xương ức, hoặc là ở đây bệnh nhân cũng được khâu treo cái thành sau vào cái xương cột sống. Các phương pháp tiên tiến khác gồm có nẹp bên ngoài khí quản thì hiện tại là ngay cả trên thế giới cũng đang nghiên cứu, cùng có nuôi cấy sụn rồi là những cái vật liệu nhân tạo rồi là được trang bị để khâu xung quanh đường thở để cố định. Tuy nhiên cũng có mang tính cái này đang nghiên cứu, có thể nẹp có thể tự tiêu sau 1 đến 3 năm và đủ thời gian để cái sụn nó trở về cái hình dáng ban đầu của nó.
Phương pháp điều trị ngoại khoa khác gồm có tạo hình khí phế quản, đó là phương pháp sliding hoặc là phương pháp khâu nối các khâu nối tận tận. Em xin đi đến kết luận thì đây là mềm khí phế quản là tình trạng xẹp đường thở, có thể do bẩm sinh mà cũng thể do mắc phải, và thường là gây mà tổn thương chính là gây xẹp đường thở. Đấy. Triệu chứng thì có khò khè, có ho ống ổng, và những cái triệu chứng để giúp chúng ta lưu ý đó là gì ạ? Khò khè tăng khi ăn, tăng khi thức, và ngoài ra thì phải để ý các bệnh lý bẩm sinh gây chèn ép đường thở hay không. Đấy. Nội soi phế quản ống mềm hiện tại thì cũng là một trong những phương pháp chẩn đoán chính để giúp chẩn đoán, và ngoài ra còn có thể can thiệp để mà giải quyết mềm khí phế quản. Các chiến lược gồm điều trị nội khoa, bảo tồn bằng thuốc chủ vận cholinergic, vật lý trị liệu, rồi là thông khí áp lực dương, hoặc là các biện pháp phẫu thuật có thể được chỉ định trong các trường hợp mềm khí phế quản nặng. Phần trình bày của em đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy cô và anh chị. Xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Phùng Đăng Việt với cái bài cập nhật chẩn đoán điều